Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về một một chủ đề mới mà em nhận thấy rằng là nhiều anh chị đang có một cái nhu cầu để mà anh chị học hỏi và trao đổi thêm với những người tư vấn đầu tư. Vậy thì qua cái vấn đề rằng là khi mà mình đã trao đổi nhiều về các doanh nghiệp mình có thể chọn lọc để mà mình đầu tư, thì hầu như những cái cổ phiếu đó đều cũng đang tăng rất là tốt. Nó có một vài lý do riêng. Bản chất thì doanh nghiệp đã tốt rồi, nhưng mà trong một cái bối cảnh nền kinh tế thì nó còn đang nhiều cái dấu hiệu nó chững lại, thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp tốt đó là một cái nơi mà nhiều nhà đầu tư người ta sẽ chú ý nhiều hơn. Thay vì rằng là 10 cổ phiếu thì có đến 9 cổ phiếu doanh nghiệp tăng trưởng trong khoảng 2 năm trước đi, thì bây giờ 10 doanh nghiệp blue chip thì nó chỉ còn khoảng 3 đến 4 doanh nghiệp là đủ những cái tiêu chuẩn để tăng trưởng để mà anh chị có thể đầu tư cho những năm tới. Thì đó là lý do để cho những cái doanh nghiệp đó nó tăng trưởng và giá cổ phiếu nó tăng trưởng. Nhưng hôm nay thì em sẽ không trao đổi nhiều về những cái doanh nghiệp đó nữa. Tại vì bản thân một cái doanh nghiệp thì nó sẽ có những thời điểm tăng, thời điểm giảm, và nó còn tùy thuộc nhiều vào yếu tố của dòng tiền, của thị trường, của nền kinh tế, rồi của vĩ mô, của thế giới. Thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị với một cái góc nhìn, đó là các chỉ báo phân tích kỹ thuật nào sẽ ứng dụng được trong đầu tư chứng khoán, nơi mà anh chị đang được rất là nhiều người tiếp cận về cái vấn đề rằng là phân tích kỹ thuật như nào sẽ hiệu quả, các chỉ báo nào sẽ hiệu quả, các lớp học và các nội dung khóa học như thế nào về phân tích kỹ thuật sẽ hiệu quả. Và hôm nay em sẽ chứng minh cho anh chị thấy rằng là không cần quá nhiều điều về phân tích kỹ thuật và cũng không cần quá biết nhiều về các chỉ báo. Chỉ cần mình sử dụng những cái chỉ báo đơn giản để mà mình tiếp cận, mình đầu tư như thế nào cho nó hiệu quả. Thì ngay như tiêu đề của nội dung thì em sẽ có hai phần em trao đổi với anh chị. Anh chị đang đầu tư vào phương pháp đầu tư nào? Khi mà anh chị đầu tư vào phương pháp đầu tư nào thì anh chị sẽ sử dụng những cái phương pháp chỉ báo nào để cho phù hợp với lại phương pháp đầu tư đó. Chứ không phải là mình lôi hết tất cả những cái chỉ báo của phân tích kỹ thuật ra để mà mình chọn một thời điểm mua bán. Không, điều đó là không khuyến khích. Và em nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của anh chị đó là anh chị xác định mình đang đầu tư vào giai đoạn nào của một doanh nghiệp. Thì như anh chị sẽ thấy rằng là sẽ trên thị trường nó sẽ có khoảng 3 cái phương pháp đầu tư. Thực ra là ở đây người ta sẽ thể hiện rằng là 4 phương pháp giá trị tăng trưởng theo đà tăng trưởng hay kỹ thuật. Nhưng mà cái quan trọng nhất của một cái vòng đời của một cái doanh nghiệp á, nó sẽ có 3 cái vòng đời chính. Doanh nghiệp bước vào một cái giai đoạn hình thành phát triển và trên đà phát triển, mình gọi là theo đà tăng trưởng, hình thành và phát triển trên đà tăng trưởng. Và bước qua một giai đoạn tăng trưởng, nó sẽ có một những doanh nghiệp nó đáp ứng được cái nhu cầu là tăng trưởng ổn định, nó gọi là phương pháp đầu tư tăng trưởng. Và nó sẽ bước qua một cái giai đoạn nữa, đó là giai đoạn suy thoái. Suy thoái này có thể là suy thoái của cả một cái doanh nghiệp đó hoặc suy thoái trong một thời điểm ngắn hạn. Khi mà doanh nghiệp bước vào giai đoạn suy thoái có nghĩa là lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm hoặc có một vấn đề gì đó làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sụt giảm và giá cổ phiếu nó dưới cái giá trị của doanh nghiệp, thì người ta gọi đó là phương pháp đi tìm những doanh nghiệp dưới giá trị. Và phân tích kỹ thuật sẽ là nơi hỗ trợ cho anh chị dưới ba phương pháp đó, chứ không phải rằng là có 4 phương pháp. Thực ra thì nó chỉ có 3 phương pháp đầu tư. Và đây là những cái thang điểm giúp anh chị có thể phân bố và phân biệt được rằng là những cái tính cách của mình thì nó có phù hợp với những doanh nghiệp đầu tư như thế này hay không. Em ví dụ như là những người đầu tư giá trị, người ta sẽ không quan tâm nhiều về thị trường, người ta không quan tâm nhiều về phân tích kỹ thuật hay dòng tiền, nhưng mà người ta dành ra nhiều thời gian để người ta phân tích doanh nghiệp, dành nhiều thời gian ra để đánh giá và định giá doanh nghiệp, và người ta không có tốn quá nhiều thời gian trên thị trường để theo dõi hàng ngày. Đầu tư tăng trưởng thì là một cách chung hơn, tức rằng là người ta sẽ vừa là người biết về phân tích kỹ thuật, biết về phân tích doanh nghiệp, nói chung là tất cả mọi thứ cũng đều cao. Người ta cũng không tốn quá nhiều thời gian trên thị trường và xu hướng là người ta thường thường là đầu tư dài hạn. Còn những người đầu tư theo đà tăng trưởng, tức là mình tận dụng những cái doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp. Khi mà một cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh và kết hợp với lại nhiều yếu tố dòng tiền cũng như các quỹ đầu tư tài chính hoặc là những người đầu cơ đầu tư vào, thì anh chị đầu tư vào phương pháp đà tăng trưởng này thì anh chị sẽ phải biết nhiều hơn về phân tích, về định giá về dòng tiền, phân tích kỹ thuật, điểm mua, điểm bán, các rủi ro, phân tích về vĩ mô. Anh chị cũng không cần quá quan trọng nhiều và phân tích quá sâu vào một cái doanh nghiệp. Vì quy cho cùng thì theo đà tăng trưởng nó là một cái phương pháp mà anh chị đầu tư chỉ trong một cái giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp. Và anh chị không phải là người gắn bó với doanh nghiệp trong một thời gian dài. Cho nên cái chuyện mà anh chị đi sâu phân tích về mọi ngóc ngách của doanh nghiệp thì điều đó là dường như là không cần thiết. Và anh chị là phải cần tốn rất nhiều cái thời gian để anh chị bỏ ra để anh chị nghiên cứu và anh chị học hỏi cũng như là thường xuyên theo dõi thị trường. Thì qua đây thì đây là những cái biểu đồ về khảo sát về tâm lý đối với những cái phương pháp để anh chị có thể chọn ra được một cái phương pháp đầu tư cho phù hợp.
phương pháp đầu tư phù hợp thì mình sẽ có cái cách thức để sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật cho phù hợp. Và Warren Buffett thì ông ấy nổi tiếng từ cái thời điểm ban đầu, đó là khi mà ông ấy khởi sự về một cái phương pháp đầu tư giá trị, có nghĩa là đi tìm những doanh nghiệp mà dưới giá trị quy đổi ra tài sản. Nhưng sau này khi mà nền kinh tế Mỹ tăng trưởng suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm thì sẽ có những cái doanh nghiệp tăng trưởng rất là dài, một thời gian rất là dài, và Warren Buffett thì sẽ thay đổi lại cái điều hướng tăng, cái phong cách đầu tư đó. Ông ấy sẽ cân đối giữa hai hai vấn đề đó, giữa đầu tư về một cái doanh nghiệp nó có một cái cơ cấu tài chính đủ hấp dẫn để ông ấy đầu tư, và có một cái kỳ vọng về cái tốc độ tăng trưởng trong tương lai để ông ấy đầu tư. Thì em nghĩ rằng là đó là xu hướng của thế giới thôi. Khi mà nền kinh tế của các nước đang phát triển, nền kinh tế của các nước ASEAN đang phát triển và nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển, duy trì ở mức là trên 6% GDP và có những năm thì tăng trưởng đến gần 8% GDP, thì rõ ràng là trong những cái nền kinh tế phát triển nó sẽ có những ngành nghề tăng trưởng rất là mạnh trong 1 hoặc 2 năm, và chúng ta sẽ là những người đi tìm những cái sự tăng trưởng của những doanh nghiệp đó. Thì em nghĩ là mình cũng không nằm ngoài cái xu hướng của thế giới. Do đó rằng là cái phương pháp đầu tư vừa giá trị vừa tăng trưởng thì nó sẽ hài hòa và phù hợp hơn. Thì cái phương pháp này thì em sẽ trao đổi với anh chị, nếu như anh chị nào có nhu cầu thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0933 687 436. Em sẽ là người đồng hành và hỗ trợ với anh chị. Về doanh nghiệp tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp tăng trưởng ổn định thì sử dụng chỉ báo như thế nào cho phù hợp? Thì cái điều đầu tiên em nói rằng là doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, cái từ tăng trưởng ổn định có nghĩa là họ duy trì được một mức tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua. Và rõ ràng là muốn mà duy trì ổn định á thì cái mức tăng trưởng này nó phải vừa phải thôi. Một doanh nghiệp mà tăng trưởng khoảng 10 đến 15% và duy trì ổn định trong 5 năm, tức là họ là một doanh nghiệp ổn định. Một doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 5 đến 7%, họ duy trì trong hơn 10 năm, tức là một cái doanh nghiệp nó đang rất là ổn định. Ổn định thì không có nhiều đột biến. Và không có nhiều đột biến thì anh chị đừng nên mua đuổi. Bản thân thì một cái doanh nghiệp ổn định là một doanh nghiệp an toàn. Họ cung ứng ra một cái giá trị cho xã hội và họ họ được xã hội trả lại cho họ một những cái dòng tiền đều. Và những cái đáp ứng nhu cầu xã hội này nó lại phụ thuộc nhiều vào cái vấn đề là ngành đó nó có tăng trưởng quá nhiều hay không, hay là ban lãnh đạo của doanh nghiệp đó họ không muốn cho một cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, thì họ sẽ có những cái giai đoạn để điều tiết về vấn đề tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Và rõ ràng là một doanh nghiệp ổn định sẽ là một cái cơ hội rất lớn khi mà giá cổ phiếu giảm mạnh. Do đó là cái chỉ báo RSI luôn luôn là cái chỉ báo mà ưu tiên của em trên hàng đầu. Chỉ báo RSI này nó sẽ giúp cho anh chị biết được là doanh nghiệp nó đang bước vào giai đoạn tăng tăng giá mạnh hay là những doanh bước vào giai đoạn giảm giá mạnh. Anh chị sẽ thấy nè, khi mà RSI trên 70 á, tức rằng là chỉ báo này là rơi vào tình trạng là quá mua, có nghĩa là không nên mua thêm. RSI rơi vào tình trạng dưới 30 có nghĩa là chỉ báo này nó báo hiệu cho mình rằng là doanh nghiệp giá cổ phiếu này rơi vào tình trạng quá bán, có nghĩa là không nên bán ra. Thì người ta sẽ ngầm hiểu ngầm chỉ báo cho mình là trên 70 thì mình nên xem xét mình chọn thời điểm mình bán ra, và dưới 30 thì nên xem xét chọn thời điểm để mình mua vào. Đó chính là cái ý nghĩa của cái chỉ báo RSI này. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng chỉ báo MACD. Chỉ báo này thì nó sẽ sử dụng đường trung bình của 12, 26 và 9 viên để người ta đưa ra được một cái điểm giao cắt. Cái điểm màu đỏ là cái điểm đường MACD, còn đường màu xanh là cái đường signal của 12 ngày, 26 ngày và 9 ngày, để từ đó mà ra được một cái chỉ báo. Chỉ báo MACD này nó sẽ cho chúng ta biết điều gì? Thứ nhất là khi mà cái đường MACD cắt xuống được signal á, có nghĩa là chỉ báo này nó ngầm hiểu cho chúng ta rằng là chúng ta nên bán ra, có nghĩa là chỉ báo bán. Cái đường khi mà cái đường mà MACD mà cắt lên được signal á, chỉ báo này ngầm hiểu cho chúng ta rằng là đây là cái thời điểm chọn mua. Khi mà anh chị sẽ thấy rằng là có những cái hai chỉ báo này nó sẽ gặp những cái điểm giao thoa. Em ví dụ ở thời điểm mà cái cổ phiếu này tạo đỉnh đi thì RSI cũng trên 70, MACD có dấu hiệu cắt xuống. Thì nếu anh chị kết hợp cả hai chỉ báo này thì anh chị sẽ ra được một cái vấn đề. Cũng giống như là ngầm hiểu ở thì ở, ở cái lúc này anh chị này, giá cổ phiếu giảm mạnh, RSI dưới 30, thậm chí có những lúc về 20 và có một cái thời điểm giá cổ phiếu tăng lên một chút, MACD cắt lên. Kết hợp hai yếu tố này thì anh chị sẽ ra ra được vấn đề. Đó là có nhiều dấu hiệu để anh chị để cung ứng cho mình biết rằng là đây là thời điểm mình mua vô. Thì đây là hai chỉ báo cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật, và rõ ràng là hầu như một người nào mà có nghiên cứu về 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 phân tích kỹ thuật hoặc là về thị trường chứng khoán thì đều sẽ biết được hai chỉ báo này. Em cũng sẽ không có rắc rối, không có cao siêu, và em chỉ chọn ra những cái chỉ báo nó đơn giản nhất, nó dễ tiếp xúc nhất với nhiều nhà đầu tư. Thì như em luôn luôn trao đổi với anh chị rằng là cái gì đơn giản thì mình hãy đơn giản hóa trong đầu tư. Ở thời điểm hiện tại cái cổ phiếu này thì rõ ràng là MACD chưa có dấu hiệu cắt xuống, nhưng mà RSI nó đang ở trên vùng giá 70, tức là người ta ngầm hiểu rằng là chúng ta không nên mua vào thêm.
Thì theo em rằng là cái chỉ báo này thì nó chưa cho một chỉ báo bán, nhưng mà nó cũng ngầm hiểu cho chúng ta rằng là chúng ta không nên mua thêm ở cái vùng giá này. Thì chi tiết về các doanh nghiệp như này thì anh chị cứ liên hệ với em để em trao đổi với anh chị cụ thể hơn. Doanh nghiệp theo đà tăng trưởng là sao? Tức là doanh nghiệp nó đang bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp. Bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp thì hầu như cái thành phần tham gia vào những cái ngành nghề, những cái doanh nghiệp này á, thì hầu như nó họ tập trung nhiều vào một cái giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp, chứ họ không phải là người mà sẽ theo sát doanh nghiệp trong từng giai đoạn của doanh nghiệp đó. Họ chỉ tập trung, họ chỉ theo doanh nghiệp này vào một cái giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp thôi, và doanh nghiệp mà hết tăng trưởng thì họ cũng sẽ ra thôi. Cho nên rằng là cái tính ổn định của những doanh nghiệp này nó sẽ không cao. Những cái doanh nghiệp trên đà tăng trưởng này thì thường thường là lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng trên 30%, trên 50%, có những doanh nghiệp trên 100%. Và anh chị cũng sẽ tự ngầm hiểu với mình rằng là những doanh nghiệp mà đã tăng trưởng nhanh á, hay là trên đà tăng trưởng á, sẽ không bao giờ duy trì được một mức tăng trưởng trong một thời gian dài. Đó chính là lý do tại sao cái phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng này hình thành và ra đời. Phương pháp này sẽ sử dụng nhiều về phân tích dòng tiền hơn là về cơ cấu doanh nghiệp. Vì quy cho cùng phương pháp này nó chỉ gắn bó với doanh nghiệp đó trong một giai đoạn rất ngắn, trong một cái giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp. Thì cái yếu tố phân tích kỹ thuật nó sẽ kết hợp vào cái phương pháp này rất hiệu quả, rất sát sao, và hầu như được nhiều nhà đầu tư, nhiều tư vấn đầu tư tập trung vào. Thì điều đầu tiên em muốn nhắc đến với anh chị đó là một cái trendline. Trendline là được hình thành giữa các đáy trong quá khứ, và mình sẽ vẽ ra được một cái đường trendline này. Trendline này tại sao mà mình luôn vẽ ra và mình luôn luôn mà mình theo dõi hàng ngày hoặc là theo dõi hàng tuần? Đó là vì nhiều giai đoạn của doanh nghiệp thì nó sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, tăng trưởng nóng, và nó sẽ trải qua hết một cái giai đoạn tăng trưởng nhanh, tăng trưởng nóng đó thì doanh nghiệp nó sẽ bắt đầu suy giảm về tốc độ tăng trưởng. Thì giá cổ phiếu nó cũng sẽ tăng mạnh theo cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp, và giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh theo cái sự giảm sụt giảm về lợi nhuận của doanh nghiệp. Đó chính là lý do cái trendline này hình thành và ra đời. Thì cái chỉ báo này đơn giản nó ngầm hiểu với anh chị rằng là một điều, đó là khi mà giá cổ phiếu mà nó gãy cái xu hướng tăng trong trung hạn của doanh nghiệp thì đó là cái thời điểm để anh chị xem xét nên ra cổ phiếu. Còn cái chuyện mà anh chị lời hay lỗ thì nó cũng không quan trọng lắm, tại vì đối với những vấn đề mà anh chị mua ở những cái thời điểm như này thì rõ ràng là thời điểm này thời điểm không có lỗ, lời rất là nhiều, hay là thời điểm này lời rất là nhiều. Chỉ có những người mua đuổi lên thì nếu mà giả sử mà cái giá cổ phiếu này đi mà nó phá vỡ những cái điểm điểm tăng trung hạn của doanh nghiệp thì nó mới tạo ra những cái sự thua lỗ thôi. Tức rằng là cái vấn đề mà thua lỗ hay lợi nhuận thì nó phải luôn luôn song hành, và chúng ta quan trọng nhất, chúng ta đang đầu tư vào cái phương pháp đó thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái hành trang cho mình để mà mình tiếp cận, mình đầu tư. Rõ ràng là cái phương pháp này là phương pháp mình đầu tư doanh nghiệp trong thời gian ngắn, và đến 90% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Á Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam á, thì cái nhu cầu sử dụng margin rất là cao, sử dụng đòn bẩy rất là cao, cho nên là cái tính lâu dài, cái tính lâu bền của một cái nhà đầu tư mà đầu tư vào một doanh nghiệp nó sẽ không nhiều. Đó chính là lý do cái trendline được hình thành. Và cái trendline này thì nó sẽ ngầm hiểu cho anh chị rằng là khi mà giá cổ phiếu về trendline nó là hỗ trợ, nhưng mà khi mà giá cổ phiếu nó gãy khỏi cái trendline này, tức là đó là thời điểm để mình bán ra. Cái chỉ báo thứ hai đó là chỉ báo MACD. Chỉ báo MACD này dường như sẽ rất là hiệu quả đối với những cái doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng, giá cổ phiếu tăng mạnh, giảm mạnh, thì như vậy thì nó sẽ có những cái sign để cho cái chỉ báo này được hình thành và ra đời. Thì như khi nãy em trao đổi với anh chị, MACD nó kết hợp bởi hai đường MACD và đường signal, thì chỉ báo này nó sẽ ngầm hiểu cho anh chị rằng là anh chị sẽ bán ra khi mà đường MACD cắt xuống đường signal, tức là đường màu đỏ nó cắt xuống đường màu xanh. Chỉ số histogram nó sẽ chuyển từ dương sang âm. Và chỉ báo này sẽ khuyến nghị anh chị mua khi nào? Khi mà cái đường MACD nó cắt lên đường signal, và chỉ báo histogram này nó sẽ cho một tín hiệu dương. Kết hợp với yếu tố thứ hai đó là định lượng, đó là cái giá cổ phiếu nó sẽ thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm. Anh chị nối một cái xu hướng điều chỉnh giảm này, giá cổ phiếu thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm bằng một phiên tăng mạnh, và cái khối lượng giao dịch của nó tăng hơn 50% khối lượng trung bình của 20 phiên. Thì đó là thời điểm rất là thích hợp để anh chị mua thêm. Và đối với những nhà đầu cơ, người ta sẽ mua bằng margin, có nghĩa là người ta sẽ tận dụng tối đa hóa cái đòn bẩy tài chính để mà gia tăng tỷ suất sinh lời trong ngắn hạn. Đó chính là cái hình thành của cái chỉ báo này. Và cái phương pháp đầu tư tăng trưởng này thì em sẽ sử dụng chủ yếu là đường trendline. Trendline là cái đường mà để mình quản lý rủi ro. MACD sẽ là cái đường mà mình xác định điểm mua, mua dần, mua gom, mua mạnh và điểm bán ra. Ngoài ra thì em sẽ còn sử dụng những cái chỉ báo khác.
Chỉ báo thứ hai đó là chỉ báo về Fibo mở rộng. Fibo mở rộng có nghĩa rằng là người ta sẽ sử dụng những cái điểm vàng của Fibo như là 50, 61.8, 100, 127.2, 161.8. Đây là những cái điểm vàng trên cơ thể con người, trên các vị trí tự nhiên. Không chỉ riêng trong phân tích kỹ thuật về đầu tư chứng khoán, nó còn là một cái môn khoa học nghiên cứu về rất là nhiều ngành nghề, nhiều cái sự liên quan đến Fibo này. Và người ta phân tích Fibo mở rộng đó là sao? Khi mà một cái doanh nghiệp nó đang trong giai đoạn tăng trưởng như vậy á, thì nó sẽ gặp những cái ngưỡng cản này. Những cái cản này là những cái điểm mà kỳ vọng, giá kỳ vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Và mình sử dụng cái Fibo mở rộng này để xác định cái điểm mình xem xét thử coi là nó là phù hợp hay chưa. Em ví dụ như cái cổ phiếu này đi, thì cũng kỳ vọng là giá cổ phiếu nó sẽ rơi vào những cái điểm target 1, target 2, target 3. Nó sẽ rơi vào khoảng gần 68 ngàn, 72 ngàn, 78 ngàn. Tức là những cái điểm mà đạt được cái giá mục tiêu của mình. Và mình sẽ xem xét mình bán ra khi mà giá cổ phiếu đạt được từng ngưỡng đó. Thì đây cũng là một cái phương pháp rất là hiệu quả. Và chỉ số Fibo mở rộng này thì dường như là cũng rất là hiệu quả khi mà đầu tư vào những doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng. Thì qua đây là nó là ba chỉ báo mà giúp anh chị có thể xem xét để đầu tư vào phương pháp theo đà tăng trưởng. Về phương pháp đầu tư giá trị, thực sự là đầu tư giá trị nó là một cái phương pháp mà nó không quá quan trọng về phân tích kỹ thuật. Tại vì đơn giản là một cái người đầu tư giá trị á, người ta sẽ coi nhiều về cái giá trị sổ sách của doanh nghiệp hơn, người ta sẽ coi nhiều về cái sự quy đổi về cái tài sản ra dòng tiền của doanh nghiệp đó nhiều hơn là yếu tố về tâm lý của thị trường. Cho nên là sử dụng phân tích kỹ thuật dường như không hiệu quả. Và rõ ràng anh chị cũng sẽ thấy là đầu tư giá trị thì người ta sẽ coi nhẹ cái phân tích kỹ thuật rất là nhiều so với lại phân tích về 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 doanh nghiệp. Do đó thì đây là một cái clip ngắn và em hy vọng rằng là nó sẽ thống kê được cho anh chị rất là nhiều điều khi anh chị đầu tư trên trên thị trường chứng khoán. Và qua đây thì em nhấn mạnh với anh chị rằng là thực ra những cái phân tích kỹ thuật này và các chỉ báo này thì nó rất là đơn giản và đây là những cái chỉ báo thông thường nhất mà mỗi nhà đầu tư khi mà tiếp cận phân tích kỹ thuật đều nắm được. Nhưng mà như em nói đó là gì, hãy đơn giản những cái gì đó nó phức tạp và quan trọng là nó phù hợp hay không phù hợp thôi. Thì em nghĩ rằng là mỗi phương pháp đầu tư trên trên thị trường chứng khoán nó sẽ có những cái chỉ báo phù hợp. Và đây chỉ là những cái cá nhân của những nhận định cá nhân của em khi mà trong quá trình hơn 5 năm nay em làm việc và em tích góp và em trao đổi được với anh chị. Mọi vấn đề thông tin về liên hệ về những cái doanh nghiệp đầu tư trên thị trường chứng khoán, anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0933 687 436. Hiện tại thì em cũng đang làm việc và phát triển ở công ty chứng khoán FPT. Do đó thì anh chị nếu mà có muốn mở tài khoản tại FPT để nhận được những cái tư vấn của em cũng như hỗ trợ của em trong quá trình đầu tư, anh chị cứ liên hệ với em. Ngoài ra thì em còn phát triển về về đào tạo những cái khóa lớp về đầu tư cơ bản và đầu tư nâng cao cũng như rằng là quản lý tài sản nếu mà anh chị có nhu cầu. Cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ về video của em. Hy vọng là những cái chia sẻ của em sẽ mang lại nhiều kiến thức cũng như là nhiều cái giá trị cho anh chị trong những thời điểm sắp tới. Em xin hết.